Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Gen. Trước khi đi vào cái chủ đề thì các bạn có thể thấy là Gen đã quay lại cái góc quay video cũ. Lý do là tại vì Gen định mua một cái tripod mới để mà quay góc chính diện cho nó cao hơn một chút xíu. Tại cái góc trước thì nó hơi bị thấp, nhưng mà sau đó thì Gen nhận ra là một tuần sau nó mới về. Cho nên là trong lúc chờ đợi thì chúng ta vẫn sẽ xem một cái gì đó. Tiếp tục sử dụng lại cái góc này mà Gian nghĩ là cái góc ổn nhất trong số những cái góc mà Gian quay đủ thứ ở trên cái bàn của Gian. Thì hôm nay Gian đến với lại một cái chủ đề inspiration. Tại là không có, Gian được một nghĩ đau lúc 2 giờ sáng thôi. Khi mà Gian ngồi và nhìn lại bộ sưu tập 50 bộ bài của Gian, nghĩ mình sẽ làm cái gì tiếp theo đây. Thì như các bạn đã thấy là những cái bộ bài hôm nay các bạn được chọn đều là những bộ Oracle, và các bạn đều thấy cái pack nó rất là cái mặt sau nó khá là tối đúng không? Thì nha, chủ đề của hôm nay của chúng ta sẽ là cái phần góc tối của bạn. Nó sẽ nói điều gì về bạn ha. Nhân tiện nhắc đến góc tối thì mình có thể recommend cho các bạn nghe bài Dark Side của Kelly Clarkson. Ở trong đó có một cái đoạn điệp khúc rất là hay. Nó nói là tất cả chúng ta đều có mặt tối. Và nếu như mà bạn yêu một ai đó thì bạn sẽ phải chấp nhận cả mặt tối của cả bạn và của người đó nữa. Vậy thì cái câu hỏi ở đây là bạn có chấp nhận được điều đó hay là không? Có rất nhiều bạn, các bạn sẽ không nghĩ là bản thân mình có mặt tối, hoặc đơn giản là các bạn không dám đối diện với lại mặt tối của bản thân mình. Thì ở đây Gia sẽ không bàn về cái việc đó, Gia sẽ không bàn về cái tương tác giữa bạn với lại cái dark side của bạn là như thế nào. Gia chỉ đứng ở vị trí của dark side, nhìn và sẽ cố gắng tìm hiểu là cái phần tối đó nó ảnh hưởng thế nào, có thể là tới hành vi, tới nhận thức, tới cảm xúc của bạn, tới những cái nỗi sợ của bạn, hay là những cái sự hưng phấn của bạn mà bình thường có thể là bạn nhận ra hoặc là bạn không nhận ra. Coi như là với cách để chúng ta hiểu hơn về chính mình thôi. Nhưng tất nhiên đây là trải bài chung với rất là nhiều người. Có ít nhất là 100 bạn xem trải bài, và mình không thể nào nói đúng hết cho tất cả 100 bạn chỉ với 3 bộ bài ở đây được. Nên là mọi người hãy đón nhận cái phần mọi người cảm thấy nó liên kết với lại mình nhất. Ha. Rồi hôm nay ở đây chúng ta sẽ có 3 tụ bài tương ứng với lại 3 bộ Oracle chính mà mình sẽ sử dụng ngày hôm nay, là 3 bộ duy nhất mà nó mang năng lượng khá là, nó mang năng lượng của Dark Side ở trong đó với mình. Mình sẽ để tên của những bộ bài mình sử dụng ở phần description của video ha. Và ở trên mỗi bộ bài thì mình để một viên đá cho mọi người, in case mọi người muốn liên kết với lại viên đá. Thì đầu tiên là sẽ có đá lá thạch anh tím. Chúng ta có đá, mình nhớ này hình như đá topaz nhưng mà chắc là không phải đâu, đá màu nâu ha. Và chúng ta sẽ có một cái đá màu xanh biển đậm. Thì mọi người hãy lựa chọn một cái bộ bài ở đây hoặc là một cái viên đá ở đây mọi người cảm thấy được thu hút nhất, và sau đó thì Gia sẽ kết hợp với cả tarot để một bộ tarot cũng mang năng lượng dark với mình, và chúng ta sẽ xem thử là nó nói điều gì về các bạn ha. Ok, mình đếm lại tụ bài đầu tiên nhé. Ok, xin chào các bạn, tụ một những bạn chọn bộ mình quên tên bộ này rồi, mình nhớ bộ này là bộ Broken thì phải, nó như mình nhớ không nhìn. À, đó là bộ Magic of You Oracle, Unlock Your Hidden Trust. Một bộ mà Gian mua ở Hà Lan. Đây là bộ một trong những bộ Oracle cuối cùng Gian order lúc ở bên Hà Lan. Và Gian nhớ là sau khi Gian order xong thì đến nửa năm sau gì đó thì Việt Nam mới có, nhưng mà cũng không thấy ai dùng nhiều lắm. Hồi lần trước thì có một bạn hỏi Gian về bộ này thì đây là tên của bộ bài ha. Rồi, đây là, và những bạn hoặc là những bạn chọn cái viên đá thạch anh tím này, thì đây là trả bài cho các bạn với cái chủ đề là dark side của các bạn nói điều gì về các bạn ha, nói điều gì về tính cách của bạn, về hành động của bạn, hoặc có đôi khi là những cái suy nghĩ của bạn với một cái điều gì đó xung quanh mà bình thường bạn không để ý tới. Thì bây giờ Gia sẽ rút bài cho các bạn ha. Gần đây Gian được inspiration rất nhiều từ các bạn tarot reader nước ngoài. Kiểu cảm thấy các bạn ấy rất là talkative, các bạn ấy có rất là nhiều cái divine system khác nhau để sử dụng, để xem. Đó là lý do mà có thể sắp tới là Gian sẽ thử tìm hiểu sâu hơn về divine system ha. Rồi, dark side của bạn nói điều gì về tính cách của các bạn nhóm 1.
tiên các bạn có lá số 4, Doable. The keys is within your grasp. Your grasp. Okay. Rồi, đầu tiên đối với lại lá này mà để nói về một cái điều gì đó về tính cách của các bạn tuổi 1 thì cái cảm giác của mình cho mình biết á, các bạn tuổi 1 có vẻ như là những người khá là thông minh, hoặc các bạn là những người mà khi các bạn có một cái thắc mắc gì đó về bản thân các bạn chẳng hạn thì các bạn sẽ luôn cố gắng tìm kiếm một cái câu trả lời. Các bạn không thích sống ở trong những cái sự hoang mang, hoặc là các bạn là những người mà không thích kiểu như là you are the one, kiểu như là sống mà không có một cái mục tiêu, mục đích nào đó ở trong tương lai. Các bạn có vẻ như là những người mà khá là tự tin vào kiến thức của mình. Có thể là tại vì các bạn là những người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, hoặc là các bạn là những người học khá là cao so với lại mọi người xung quanh. Các bạn có lá số 26, Protection, Set Personal Boundaries. Rồi, cảm giác thứ hai của mình về các bạn tụ một đó là các bạn là những người mà đôi khi sẽ hơi khó để cân bằng tất cả mọi thứ, mọi việc ở trong cuộc sống. Một cái cảm giác toát lên cho Giang đó là các bạn có vẻ như là những người khá là tập trung vào công việc, hoặc là các bạn tập trung vào những cái mục đích sống của mình rất là cao. Và điều này có thể dẫn tới một việc là, và có một cái điều nữa là khi mà các bạn quá mức tin tưởng vào cái sự hiểu biết của bản thân mình đó, thì có đôi khi các bạn sẽ trong một cái conversation, trong một cái cuộc nói chuyện đó, thì sẽ hơi khó để mà các bạn tiếp nhận kiến thức từ người khác, hoặc là các bạn tiếp nhận những cái ý kiến của người khác, và các bạn có thể trung hòa được cái ý kiến của các bạn và của người kia. Mình sẽ ví dụ đơn giản nha, tức là khi mà bạn lắng nghe được một cái ý kiến trái chiều từ người đối diện chẳng hạn, thì cái kiểu reaction của các bạn tụ một sẽ là các bạn vẫn tin là các bạn đúng, và các bạn đầu tiên các bạn sẽ tìm cách bảo vệ cái ý kiến của mình, các bạn sẽ tìm cách coi kiểu như là chứng minh là cái ý kiến của người kia nó có cái gì đó nó không đúng. Và nếu như mà cái ý kiến kia nó đúng hơn của bạn chẳng hạn, thì bạn sẽ thay thế cái suy nghĩ của bạn, chứ bạn không phải là bạn không phải là cái type giống Giang. Giang khi mà Giang nghe được những cái lời đối ngược lại Giang từ người kia, thì thường là Giang sẽ đứng ở vị trí của người thứ ba, nhìn cả vào ý kiến của Giang, ý kiến của người đó, và sau đó thử tìm một cái góc nhìn khác. Thì các bạn sẽ không phải là một người như vậy, hoặc chỉ cái đây nó không thể hiện cho Giang như vậy. Nói đơn giản á, các bạn là những người không hẳn là dễ bị đi theo ý kiến của người khác, nhưng mà nếu như mà có một cái điều kiện nào đó khiến cho các bạn cảm thấy người kia đúng á, thì các bạn sẽ rất là dễ đi theo ý kiến của người khác. Các bạn có lá số 28, Sacrifice. What can you let go of? Một người khá là mang thù. Mang thù ở đây không mang nghĩa là xấu hay tốt gì ở đây cả. Đối với Giang thì thật ra nó cũng khá là dễ hiểu và khá là bình thường ấy. Tức là chúng ta đâu có phải là thánh mẫu đâu, chúng ta đâu có thể nào lúc nào cũng là người tốt được. Và nó rất là bình thường khi mà các bạn nhớ đến việc là người khác đã đối xử không tốt với các bạn như thế nào. Nhưng mà đối với các bạn tụi một thì các bạn như các bạn giữ cái sự ghi nhớ này lâu hơn người bình thường. Mình sẽ không nói đến mức là các bạn trả thù, nhưng mà sẽ phải mất một thời gian khá là dài, 5 năm, 7 năm để các bạn thật sự quên đi được những cái lỗi lầm hay là những cái điều xấu mà người khác gây ra cho bạn. Các bạn có lá số 1, Avenors, Make peace with your past. Đây là một lá support khá là nhiều cho ba cái lá trên của bạn. Nếu như nói các bạn tụ một là những người có cái tôi cao á, thì Giang cảm thấy nó không hẳn là đúng. Nhưng mà Giang có thể nói là các bạn là những người có sự phòng vệ bản thân khá là cao.
Rồi, đợi em xíu. Em sẽ phải tắt mấy cái này. Các bạn là những người có sự phòng vệ khá là cao đối với lại bản thân mình. Các bạn sợ bị tổn thương, mặc dù Giang chưa nhìn thấy được cái lý do vì sao các bạn sợ bị tổn thương, nhưng mà các bạn có một cái sự phòng bị rất là lớn đối với là ảnh hưởng của thế giới bên ngoài lên bạn. Và đó là lý do vì sao các bạn luôn tìm kiếm kiến thức, bởi vì các bạn sợ hãi việc mình sẽ bị người khác kiểm soát hoặc là bị người khác ảnh hưởng, mà mình lại không biết cái sự ảnh hưởng đó nó đến từ đâu hay là nó như thế nào. Có một cái gì đó ở trong quá khứ đó, nó chưa được bình yên cho lắm. Cái quá khứ này có thể là, mình ví dụ thôi nha, có thể các bạn đã từng bị một ai đó kiểm soát ở trong quá khứ khi chúng ta còn nhỏ chẳng hạn. Nó khá là bình thường khi mà còn nhỏ và chúng ta kiểu như nghe lời người lớn nói, nhưng mà sau đó chúng ta phát hiện ra là cái điều người lớn nói nó lại không đúng. Có thể là chúng ta quay ra nghi ngờ người lớn, đó là một cái phản ứng tâm lý khá là phổ biến diễn ra, đặc biệt là ở trong Việt Nam, một cái nơi mà phụ huynh thường bắt ép con cái làm theo cái điều mà họ muốn. Một cái điều ở đây nữa mà Giang thấy là một vài bạn tuổi một, có thể các bạn đang cảm thấy bản thân mình không được trọng dụng đúng với khả năng của mình, hoặc là mọi người xung quanh đang không nhìn nhận bạn đúng với lại cái khả năng bạn đặt ra cho bản thân. Mình thấy là có một cái gì đó các bạn rất muốn thể hiện, nhưng mà các bạn lại luôn cảm thấy là mọi người xung quanh kìm hãm mình lại, hoặc là cái môi trường xung quanh không có ai ủng hộ mình chẳng hạn. Thì Giang sẽ nói ở đây cho các bạn một điều ha. Nghe cái này thì hơi giống thiên hướng của những người mang tâm lý phản xã hội, nhưng mà Giang sẽ nói cho các bạn một điều như thế này, đó là cuộc sống này nó không được build up lên để mà grand your wish, không phải là để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực. Giang rất tiếc là phải nói như vậy, không có ai có nghĩa vụ phải biến giấc mơ của bạn thành hiện thực, mà chỉ chính bạn cả. Cho nên là nếu như mà các bạn cảm thấy mọi người xung quanh đang ngăn chặn bạn, mọi người xung quanh đang không cho bạn làm cái này cái nọ ABCXYZ á, thì thật ra cái vấn đề ở đây là họ, nhưng vấn đề ở đây cũng là bạn. Bạn để cho người khác ngăn chặn bạn làm những cái điều đó. Đôi khi chúng ta sẽ cần phải thay đổi góc nhìn nhận cái điều này một chút xíu, bởi vì bản thân Giang cũng là một người mà đã bị ngăn cấm rất là nhiều thứ, hay là chị gái của Giang cũng là một người như vậy. Nhưng mà rõ ràng là khi mà Giang và chị gái của Giang đi ra nhiều nơi hơn, gặp nhiều người hơn, thì sẽ nhận thấy được là những cái sự ngăn cấm đó nó có lý do ở đằng sau. Có thể là họ đã từng trải nghiệm qua một cái điều tương tự, và họ nhìn thấy được cái mặt không tốt của nó, và họ muốn các bạn sẽ không phải gặp được những cái điều tồi tệ tương tự như vậy. Nhưng mà cũng đơn giản ở đây là họ thấy các bạn thật sự không có khả năng, và họ nói thẳng với lại bạn luôn. Nhưng mà bạn thì bạn không tin, thì well, nếu như mà bạn thật sự tin tưởng vào khả năng của mình đến như vậy, thì hãy tự đi và làm tất cả mọi thứ một mình đi. Hãy chứng minh cho mọi người thấy là bạn sai. Còn nếu như mà bạn chỉ cứ ngồi đó và tiếp tục đổ lỗi cho mọi người xung quanh đó, thì thật ra chung quy á, tất cả mọi chuyện nó cũng vẫn sẽ là như vậy. Và đây cũng sẽ là lỗi của bạn một phần nữa, bởi vì bạn đã chịu chấp nhận số phận ngồi yên một chỗ. Ok, giờ sẽ xem thêm tarot nhé, thì xem thử các sao của các bạn nói gì về tính cách của bạn. The High Priestess là một lá mà nó confirm thêm cho mình về cái lá doable ở đây. Đó là các bạn là những người có kiến thức ở trong đầu, nhưng mà một cái cảm giác nữa đây, đó là các bạn là những người có thể có trực giác rất là mạnh, và có thể là cái trực giác này nó đã hỗ trợ các bạn rất là nhiều ở trong cuộc sống, và các bạn muốn sử dụng cái trực giác này cho người khác. Nhưng mà khi bạn nói ra những cái điều đó thì hầu hết mọi người đều không tin, và bạn kiểu cảm thấy bực bội ấy, tại vì kiểu như là bạn biết được nó không đúng, bạn biết được có cái gì đó nó không ổn, và bạn cố gắng ngăn chặn mọi người lại, nhưng mà mọi người lại không chịu nghe, không chịu tin bạn. Có thể là tại vì bạn còn trẻ, hay là tại vì bạn là một người mà có vị trí khá là thấp ở trong cái nơi bạn làm chẳng hạn. Thì Giang chỉ có thể nói ở đây một điều thôi, đó là đôi khi không
không phải lúc nào sự can thiệp của bạn nó cũng sẽ tốt như những gì bạn nghĩ. Có những việc nó cần phải diễn ra cho một cái gì đó khác, và cái sự can thiệp của bạn nó chưa chắc đã mang lại một cái kết quả tốt, mà nó có thể sẽ ngăn chặn một cái điều gì đó mà bạn không biết được. Bởi vì trực giác của bạn không mang nghĩa là bạn có thể nhìn thấy tương lai, và kể cả khi bạn có thể nhìn thấy tương lai thì bạn chỉ nhìn thấy được một trong số hàng vạn cái kết quả tương lai khác nhau thôi, trừ khi các bạn là Doctor Stranger thì các bạn có thể thấy được hết. Nhưng mà các bạn thấy là rõ ràng Doctor Stranger khi mà ông ấy có thể thấy được cái kết thúc 1/100, 1.000 của Adventure thì ông ấy cũng không nói ra, bởi vì ông ấy biết rất là rõ nếu như ông ấy nói ra thì chưa chắc cái tương lai đó nó sẽ diễn ra. Thì nó cũng sẽ là tương tự đối với lại các bạn tụi mình ở đây, đó là cái trực giác của bạn có thể là tốt, cái kiến thức của các bạn có thể là tốt, nhưng mà cái cách các bạn vận dụng nó không phải lúc nào nó cũng sẽ mang cái ý nghĩa tốt như là các bạn nghĩ. Ở đây các bạn còn lá chín cúp. Lá chín cúp ở đây cho mình một cái cảm giác là có vẻ như các bạn là những người khá là độc hành. Và thật ra là trong những cái hình ảnh lá bài từ nãy đến giờ thì mình đều nhìn thấy hình ảnh của một người. Nhưng mà mình không nghĩ các bạn là những người làm việc một mình giống như Giang. Giang làm freelancer một mình ở nhà. Giang cảm thấy là các bạn tụi một các bạn sống có thể là ở trong cộng đồng. Ví dụ như là nhà bạn có rất là nhiều anh chị em, hay là các bạn làm những cái công việc mà vẫn là ở trong một cái cộng đồng nhất định, và bản thân các bạn có vẻ như không hòa hợp được với lại mọi người cho lắm, hoặc là bản thân các bạn thích cái việc được làm việc một mình, được chơi một mình, được sống một mình hơn cả trong gia đình và cả trong xã hội. Nhưng một cái điều thú vị ở đây á là đó là một điều tốt. Thật ra đối với Giang thì nếu như các bạn có thể tự làm mình vui đó là một điều rất là nice, tại vì chúng ta không thể nào lúc nào cũng dựa vào người khác được. Nhưng mà đồng thời các bạn cũng không cảm thấy thỏa mãn với lại cái trạng thái của mình. Các bạn luôn tự hỏi là vì sao mọi người không bao giờ hỏi mình đang làm cái gì, vì sao mọi người để cho mình ăn một mình, chơi một mình, làm việc một mình, tất cả mọi thứ đều là một mình mà không thật sự care là mình cảm thấy như thế nào. Một điều mà Giang phải đồng ý ở trong cuốn Tâm lý học được tội phạm nói về cái việc là vì sao những đứa trẻ bị cô lập thì thường, tức là vì sao những đứa trẻ xấu thì sẽ thường tự cô lập bản thân mình đó, thì Giang thấy có một cái điều đúng một đây, đó là đôi khi các bạn đòi hỏi người khác phải pay attention, phải 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 chú ý vào bạn. Nhưng mà bạn có điều gì để họ chú ý? Cái giá bạn trả ở đây là cái gì? Cái vấn đề đây là bạn chưa trả một cái gì cả, bạn không cố gắng để thay đổi, bạn không cố gắng để thu hút sự chú ý của người khác. Vậy thì có lý do gì để mà họ phải tiến đến và cố gắng tìm hiểu một cái điều gì đó về bạn? Tất nhiên ở đây cũng có một trường hợp nữa là tính cách của các bạn không thật sự hợp với lại mọi người xung quanh, đó là lúc mà bạn sẽ phải đi tìm cái nhóm mà nó phù hợp với lại các bạn hơn. Và có thể hành trình này nó sẽ rất là dài. Có những người đến tận khi họ trung niên họ mới tìm được cái nhóm thật sự phù hợp với họ. Thì cái vấn đề ở đây đó là bạn phải hiểu là bạn không thể nào fit với tất cả mọi người được, và tất cả mọi người cũng không thể nào fit với bạn được. Gọi là impress. Impress khi lá này xuất hiện ở đây á, đối với mình trong bộ này thì có vẻ như các bạn là những người có vấn đề. Quá khứ của bạn có vẻ như liên quan đến mẹ bạn, có thể các bạn là những người mà bị kiểm soát rất nhiều bởi vị trí của người mẹ hoặc là vị trí của phụ nữ ở trong cuộc sống của bạn. Mình sẽ ví dụ như là các bạn bị kiểm soát bởi mẹ, bà, hay là chị gái, em gái, hay là thậm chí là những người sếp của bạn thì đa phần đều là nữ hết. Thật ra thì impress ở đây á, bình thường sẽ là một cái nghĩa rất là tốt đẹp, tại vì impress là mô tả về một cái người mà có sự công bằng, có sự chăm sóc, có sự thấu hiểu này nọ hết. Nhưng mà bởi vì ở đây là hình ảnh của một bông hoa mà rõ ràng là nó hơi trát một chút xíu, nó là bị tím một chút xíu á, thì đối với mình khi mà ra cái lá này thì mình có cảm giác là có những cái sự ràng buộc hoặc là có những cái quy luật mà
bạn đã phải làm theo khi bạn còn nhỏ, bất kể là bạn có thích nó hay là không. Hay là bạn, mình sẽ ví dụ như nếu như các bạn là nam chẳng hạn, thì chúng ta sẽ, các bạn sẽ hay được dạy là phải nhường nữ, kiểu như là phải luôn chăm sóc, take care cho các bạn nữ này nọ hết. Nhưng mà đâu phải bạn nữ nào cũng tốt đẹp để mà chúng ta có thể đối xử tốt, đúng không? Thì bạn cảm thấy có một chút gì đó bất công ở trong này, là kiểu như vì sao cùng là con của mẹ nhưng mà bởi vì đó là nữ cho nên là nó được thế này thế nọ hơn, hay là bởi vì con là, chứ nói chung là có một cái gì đó mà mình thấy ở đây là mình vẫn cảm giác được năng lượng của các bạn tụi một là một cái năng lượng của sự không thỏa mãn về cái tôi cá nhân. Các bạn thấy mình nhớ đến một cái chủ đề mà mình thảo luận với một bé hoa thư ngày hôm qua, khi mà bé ấy nói về cái việc là bé ấy cảm thấy những cái sự đổ vỡ của gia đình thì hầu hết đều là lỗi của người đàn ông. Và Jen có trả lời lại cho bé đó một điều á, là sự thật là chúng ta đang giáo dục những bé gái hiểu về giá trị của bản thân, nhưng mà những bé trai thì lại không được dạy điều đó. Những bé trai thì sẽ thường được dạy là các bạn phải mạnh mẽ, các bạn phải tôn trọng phụ nữ, các bạn phải thể hiện được cái sự cứng rắn của bản thân mình này nọ hết. Nhưng mà các bé lại không được dạy là cái tôi của nam hay là cái tôi của nữ nó đều ngang bằng nhau, và vị trí hay là ý nghĩa của nó đều là ngang bằng nhau. Đúng là nam thì nó sẽ có những cái về mặt sinh học chẳng hạn thì sẽ có những cái hỗ trợ các bạn ấy hơn về những cái công việc nặng nề, nhưng mà nó không có nghĩa là con trai thì lúc nào cũng phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải là một cái trụ cột vững chắc cả. Tại vì đối với Gia thì chung quy chúng ta đều là con người, bất kể các bạn là nam hay nữ, là thuộc LGBT, thì các bạn đều có quyền, đều có lúc được yếu đuối, đều có lúc để mà thể hiện cái mặt bình thường của mình. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái điều đó nó chưa được tốt cho lắm. Chúng ta có cái sự thay đổi nhưng mà nó vẫn, cái sự truyền thống nó vẫn còn ở đây, và nó vẫn xây dựng nên một cái thế hệ những cái bạn nam về sau này mà các bạn ấy luôn muốn được bộc lộ cái tôi cá nhân của mình, một cái các bạn ấy đã bị kiểm soát rất nhiều ở khi mà các bạn còn nhỏ. Thế đây là cái mà Nhan thấy tương tự ở các bạn tuổi một, bất kể các bạn là nam hay nữ, thì mình đều thấy là nếu như mà kể cả là nữ đúng không, các bạn cũng sẽ bị dạy những cái như là các bạn phải cưới chồng, các bạn phải chăm con, các bạn phải chu đáo, các bạn phải thế này thế nọ hết. Thì mỗi cái giới tính đều sẽ có một cái vấn đề bị kiểm soát cái tôi khi các bạn còn nhỏ. Và nó dẫn đến cái tình trạng là hiện tại các bạn, khi mà các bạn lớn và các bạn bắt đầu đặt ra được những cái câu hỏi và các bạn tìm được cái câu trả lời mà các bạn cần á, thì các bạn sẽ càng ngày càng muốn thể hiện được cái tôi cá nhân của mình ra. Ok, các bạn nhảy ra một lá luôn. Các bạn có lá Page of Pentacles ở đây. Lá Page of Pentacles thật ra cũng là một cái lá nó nói về cái việc đó là các bạn là những người thích tìm tòi kiến thức, các bạn là những người thích đào sâu tìm hiểu vấn đề, đặc biệt là những cái vấn đề mà nó có thể gọi là nó liên quan tới lẽ sống của bạn, nếu như các bạn hiểu ý của Giang. Tức là các bạn sẽ không phải như Giang, Giang là một người tìm kiếm tổng hợp. Dành tò mò rất là nhiều thứ và dành tìm kiếm tổng hợp tất cả lĩnh vực. Nhưng mà đối với lại các bạn thì các bạn tuổi mùi thì các bạn chỉ tìm kiếm hoặc là quan tâm đến những cái chủ đề mà các bạn cảm thấy là nếu như mà mình giải thích được nó, nếu như mà mình biết nhiều hơn về nó thì mình sẽ có thể tồn tại cao hơn những người khác, hoặc là mình sẽ có thể đối kháng lại với những cái người đang tìm cách kiểm soát mình. Đó là cái lý do mà vì sao các bạn có cái lá nó nói, lá Evanor nói về cái điều là các bạn cần phải tìm kiếm cái sự bình yên từ trong quá khứ. Chứ sẽ không phán xét cái cách sống của các bạn tuổi một là tốt hay xấu, đúng hay sai, tại vì thời gian không phải là một người trong cuộc và chỉ bản thân các bạn biết là chính xác các bạn có đang có cảm thấy thỏa mãn với cách sống của mình không. Nhưng mà Jen sẽ nói là các bạn không thể giữ quá khứ mãi ở trong bản thân mình được, bởi vì quá khứ là một thứ nó không thể nào thay đổi được. Nhưng hiện tại của các bạn thì đang là tiền đề cho tương lai, và nếu như là các bạn cứ tiếp tục giữ những cái vấn đề ở trong quá khứ, các bạn không chịu tìm cách giải quyết mà các bạn cứ vin vào nó để bào chữa cho những cái hành động hiện tại của mình á, Jen không nghĩ nó sẽ work ở trong tương lai của các bạn. Nhưng mà tất nhiên đến này là cái này là
personal choice của các bạn thôi, Giang không có thể nào can thiệp vào được. Anyway thì Giang kết thúc trải bài cho các bạn tụ một ở đây ha. Thì Giang hy vọng trải bài đem được một cái thông điệp nào đó cho bạn. Nếu như mà cái câu chuyện nó liên quan với lại các bạn hay là không thì các bạn có thể để lại một bình luận cho Giang biết, hoặc các bạn có thể chia sẻ về câu chuyện của chính mình. Chúng ta có thể cùng nhau ngồi thảo luận để coi thử là cái vấn đề này nó có thật sự cần phải giải quyết hay là không. Rồi hẹn gặp lại các bạn tụ một trong những lần sau nha. Bye bye. Xin chào các bạn, tụ hai những bạn chọn bộ bài này. Đây là bộ Jack Mirrors, gương tối, khá là phù hợp với chủ đề đúng không? Thì đây là một trong số những bộ bài mà Giang đánh đo rất là nhiều khi mà Giang mua nó, tại vì Giang rất là thích ảo, nhưng mà Giang cảm thấy là ảo nó cũng hơi bị tối quá và không biết là mình có thật sự nên dùng nó hay là không. Nhưng mà nói chung đến hiện tại thì Giang cũng rất là happy khi mà nhận được bộ bài này. Rồi thì đây là trải bài cho các bạn tổ 2, những bạn chọn cái bộ Oracle này cũng như là cái viên đá màu nâu này. Trải bài về cái chủ đề là trác sai của bạn nói điều gì về tính cách của các bạn ha. Thì các bạn hãy hiểu đây là trải bài chung giống như Giang đã nói đấy, cho rất là nhiều người để mọi người đón nhận thông điệp cởi mở chọn lọc, miễn sao phù hợp với mình thì thôi ha. Rồi giờ Giang sẽ rút bài cho các bạn nhé. Dark side đối với Giang không phải là một cái điều gì đáng để chúng ta xấu hổ cả. Có ánh sáng thì mới có bóng tối. I'm sorry, có bóng tối thì mới có ánh sáng mà đúng không? Ai cũng sẽ có phần tối ở bên trong chúng ta. Bởi vì có phần tối đó nên chúng ta mới trân trọng những cái phần sáng của mình. Giang sẽ phải trải cho các bạn nhanh một chút xíu, tại vì 5 giờ chiều Giang có cuộc họp với nhóm. Làm freelancer chỉ có một cái hơi bị mắc cười là những cuộc họp nó sẽ đến một cách rất là ngẫu nhiên mà bạn không biết lúc nào nó tới. Rồi đầu tiên các bạn có lá số 24, lá trăng tròn, Queen of My Words. Một điều khá là thú vị ở đây đó là cả các bạn tụ 1 và các bạn tụ 2 mình đều thấy những cái tinh thần làm chủ rất là mạnh. Hoặc có thể là những cái bạn mà các bạn ấy sẵn sàng lắng nghe cái vấn đề liên quan tới góc tối thì thường là các bạn ấy là những người rất là mạnh mẽ. Maybe tại vì thật ra thì Giang gặp khá là nhiều người rồi và đến hiện tại thì Giang chưa gặp ai mà họ kiểu như là họ nói là kiểu như họ chỉ có phần sáng không thôi. Nhưng mà khi xuất hiện lá này thì Giang có thể cảm nhận được một cái sự tự tin rất là cao ở trong các bạn tụ 2. Tự tin mang hơi phần hiếu chiến ở trong này nha. Tại vì màu đỏ từ trước đến giờ thì luôn là một màu của sự tự tin, của sự mạnh mẽ và cũng là của sự hiếu chiến ở trong đó. Thì bất thể bất kể các bạn tụ 2, các bạn là nam hay nữ thì mình thấy các bạn có vẻ là những người khá là thích những cái sự thử thách. Và khi mà các bạn tham gia một cái gì đó thì các bạn sẽ luôn cố gắng giành được cái phần thưởng cao nhất, hoặc là kiểu như là mọi thứ nó phải tốt nhất mức có thể. Các bạn cũng là những người có vẻ như khá là quan trọng đến vẻ bề ngoài của bản thân mình, rất là chỉnh chu khi đứng trước người khác. Một vài bạn tụ hai các bạn có thể là những người làm chủ, hoặc các bạn là những người làm chức cao ở trong nơi mà các bạn đang làm. Các bạn có lá số 29, lá của sự anger and chance. Có vẻ như các bạn là những người hơi nóng tính à. Cái nóng tính của các bạn cho mình một cái cảm giác là nó hơi bị thất thường một chút xíu, tại vì các bạn cũng dịch chuyển từ trăng tròn thẳng xuống trăng khuyết luôn của cái bộ bài này. Thì mình có một cái cảm giác là cơn giận của các bạn nó đến nhanh nhưng mà nó tan đi cũng nhanh. Và thường các bạn sẽ giận, tức là cái cơn giận của các bạn mình có cảm giác là mọi người đều đoán được, tại vì nó luôn có một cái vấn đề, tức là luôn có một cái điều kiện nào đó để cho cái cơn giận này diễn ra. Ví dụ như là khi các bạn đói nè, hay là khi các bạn mới ngủ dậy vì ai đó làm phiền, hay là tiếng ồn, hay là mọi kết quả nó không tới được như bạn nghĩ. Nhưng mà mình thấy là khi mà các bạn, hồi nãy Giang nói là các bạn giận nhanh mà hét cũng nhanh đúng không, nhưng mà Giang nghĩ là các bạn sẽ nhớ lâu đấy. Cái
kiểu nhớ lâu của các bạn không giống các bạn tụi một. Cái kiểu nhớ lâu của các bạn nó giống như là một cái máy tính được nhập dữ liệu ấy. Tức là các bạn quá mức để ý đến những cái vấn đề chi tiết. Có thể là tại vì cái vị trí của các bạn bắt các bạn phải như vậy, vì các bạn làm chủ hay các bạn quản lý thì rõ ràng là các bạn không thể nào cho qua những cái lỗi, kể cả những cái lỗi nhỏ nhất được. Tại vì chúng ta đều biết là những cái lỗi nhỏ nhất đôi khi lại gây ra những cái vấn đề rất là lớn, nhưng mà chúng ta không chịu chú ý nó từ đầu. Các bạn có lá số 23, lá của Revenge. Một cái điều thú vị ở đây á, là ở trên thì các bạn có hình ảnh của một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, rất là quyền lực, cầm cái thanh trụ của cầm cái quyền trượng, cầm cái phương miện của mình lên mà tiến về phía trước. Sau đó xuống dưới thì các bạn có một lá của một người phụ nữ cũng vẫn rất là đẹp, vẫn rất là kiêu hãnh, cầm hai cái kiếm sẵn sàng lao tới quánh bất kỳ ai đánh vào mặt chị. Nó cho mình một cái cảm giác á, các bạn tụ hai các bạn là những người mà các bạn là một cái kiểu người mà Gen hay gọi là chơi vui được tới nhận chơi vui được tới đâu thì các bạn cũng sẵn sàng kết thúc tới đó. Ở trong tình cảm mình cảm nhận được cái này, ở trong tình cảm nhiều, tức là nếu mà có một ai đó sẵn sàng phản bội bạn, hoặc là một ai đó nghĩ là họ có thể play với bạn, chơi đùa với bạn á, thì bạn sẽ rất sẵn sàng cho người đó biết thế nào là chơi đùa, cái giá phải trả cho việc lừa dối bạn là gì, hoặc là lừa dối những cái người xung quanh bạn, những cái người mà bạn quan tâm chẳng hạn. Đại khái ở đây mình thấy một cái tính cách nó rất là mạnh mẽ, và nó có hơi phần mạnh mẽ thái quá, và nó cũng liên quan tới trust khá là nhiều, tức là liên quan tới cái kiểu như là ai ăn gì thì phải trả đó. Mình thấy là năng lượng đó nó khá là mạnh. Thì mình không biết là cái bề ngoài của các bạn trông như thế nào, nhưng mà có lẽ các bạn là những người mà có cái gương mặt khá là sắc cạnh, hoặc là mắt của các bạn rất là bén, hoặc đơn giản ở đây là cái cách các bạn thể hiện ra cho mọi người xung quanh đó là đúng kiểu là bạn không phải là một người dễ chơi, cũng không phải là một người dễ xơi. Sẽ không đơn giản trả thù giống như mọi người. Khi mà các bạn đã trả thù á, các bạn đã quyết định các bạn trả thù á, thì cái phần trả thù đó nó sẽ phải khiến cho cái người kia rất là nhớ, rất là lâu, rất là sâu. Và các bạn có lá số 26, Peaceful Among Thorns. Có thể có nhiều người đã nói với lại các bạn tụ hai là cái cách sống của các bạn nó quá mức là gai góc, nó quá mức là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Có thể một vài người nói với lại các bạn như vậy, nhưng mà đối với lại các bạn tụ hai thì mình thấy là các bạn cảm thấy là người không vì mình trời tru đất diệt. Lý do vì sao các bạn có cái lá này là lá của cái việc là các bạn tìm thấy được sự bình yên, kể cả khi các bạn đang ngồi trên những cái đám gai. Đối với lại các bạn á, cuộc sống này nó không phải là màu hồng. Các bạn là những người mà rất là rõ ràng là cái cuộc sống này, nếu như mà chúng ta không tự đứng lên và bảo vệ bản thân mình thì sẽ không có một ai đứng lên và làm điều đó cả. Nếu như mà chúng ta không tự đòi lấy công lý với bản thân mình thì đừng có hy vọng là sẽ có một ai đó đến mà đòi lấy công lý cho bản thân bạn. Và đó là cái lý do mà vì sao các bạn sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ một ai mà chơi ngược lại bạn cả. Và để mà nói là cái cách sống của các bạn nó có thể có nhiều người nói là các bạn tạo nghiệp hay là một cái gì đó tương tự như vậy, thì thật ra Giang thấy nha là thật là Giang không biết, tại vì mỗi người có một có một cái cách sống riêng của họ, và không phải ai cũng sẽ lựa chọn cái cách thỏa hiệp.
Cái điều này là điều mà em biết. Nhưng mà để mà nói là việc thỏa hiệp sẽ tốt hơn hay là việc sử dụng bạo lực sẽ tốt hơn á, có đôi khi chúng ta phải chờ đến một cái kết quả cả mấy chục năm sau chúng ta mới biết được. Cho nên đây là mỗi kiểu sống mà em thật sự là không thể nào phán xét được bất kể là em như là không. Và tất nhiên những bạn như thế này cũng sẽ không cần bất kỳ một lời khuyên từ ai cả. Giờ mình sẽ rút thêm tarot cho các bạn nhé. Hồi nãy Gia nói có sự trust đúng không? Bây giờ các bạn có là trust mình nè, của việc công lý được thực thi. Gia rõ ràng proud đây luôn, các bạn tụi hai các bạn là những người mà cực kỳ đề cao cái sự công lý. Cái sự công lý ở đây là sự công lý của bạn, cái sự công bằng của bạn. Có thể một cái lý do khiến cho các bạn tụi hai các bạn luôn tìm kiếm quyền lực, hoặc là các bạn luôn tìm kiếm cái sức mạnh, bất kể là sức mạnh về thể chất hay là sức mạnh về trí tuệ hay là một cái sức mạnh gì đó, các bạn luôn tìm kiếm cái sự sức mạnh đó, là tại vì các bạn cảm giác được, các bạn có một cái suy nghĩ ở trong đầu, hoặc là các bạn có một cái tư tưởng ở trong đầu là nếu như mà bản thân xã hội, bản thân pháp luật không thể bảo vệ được những cái người, không thể trừng phạt được những cái người xứng đáng được trừng phạt á, thì bản thân bạn sẽ làm điều đó. Các bạn còn là 19. Một ai đó hoặc một sự kiện nào đó đã từng giết chết niềm tin về cái gọi là công bằng ở trong cuộc sống này của các bạn tụ hai. Mình chưa biết đó là ai, và chưa chắc thông qua trạng bài này thì Giang sẽ biết đó là ai. Nhưng mà Giang có một điều mà Giang có thể nói với lại các bạn tụ hai á, đó là các bạn đã làm rất là tốt những gì mà các bạn có thể làm được. Các bạn có lá Wheel of Fortunes. Nói thật là khi đến các bạn tụ hai mà càng rút á, Gian càng cảm thấy là thật ra Gian không cần phải nói cho các bạn biết các bạn là ai, bởi vì các bạn rất rõ bản thân các bạn là ai, các bạn rất rõ cái mặt tối của mình là gì, các bạn cũng rất rõ cái giá các bạn phải trả là cái gì. Và các bạn chấp nhận cái kết quả này, các bạn chấp nhận một cái tương lai có thể các bạn sẽ không có một ai bên cạnh, các bạn có thể sẽ mất tất cả, các bạn có thể sẽ bị người ta bị rất là nhiều người ghét bỏ, chế giễu này nọ hết. Mình không nghĩ là các bạn quan tâm đến cái điều đó nhiều. Cái điều duy nhất mà các bạn tổ hai các bạn quan tâm đó, đó là các bạn làm được những cái điều mà các bạn cho là các bạn cần phải làm. Và đối với lại những cái bạn đã chọn cách sống như thế này á, thì hãy cứ đi và làm những điều mà các bạn muốn thôi. Và các bạn có lá The Hanged Man. Một cái tính cách nữa của các bạn tụ hai mà mình thấy ở đây là các bạn là những người mà có một cái sự lột xác. Mình nghĩ là các bạn lột xác rất là nhiều sau khi các bạn chịu đựng cái sự tổn thương từ người chiếm ở đây. Cái sự lột xác này đã khiến cho các bạn từ một cái người có thể các bạn đã từng rất là hòa bình, tại vì các bạn thấy con chim ở 10 kiếm ở đây là một con chim màu trắng, một biểu tượng của hòa bình. Các bạn có thể là những người mà như mình nói là các bạn từng tin vào công lý sẽ được thực thi, các bạn từng tin là ác giả ác báo hay là nghiệp báo gì đó. Nhưng mà sau cái sự kiện của 10 kiếm, sau một cái thời gian các bạn theo dõi, các bạn chờ đợi, thì các bạn bắt đầu nhận thức ra được là có rất nhiều những cái quả báo, hay là có rất nhiều những cái việc trả giá này nọ, có lẽ là bản thân bạn phải tự làm, và bạn đã lựa chọn điều đó. Bạn trở thành một người mà, đây, Queen of the World, trở thành nữ hoàng của thế giới này, một người mà các bạn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, các bạn quyền lực hơn bất kỳ ai, các bạn trở thành một người mà không dễ để mà một con nhện đó, các bạn biết những con nhện yêu ở trong Tây Du Ký đúng không? Đó là các bạn có sắc đẹp, các bạn có thể dễ dàng
lừa được một ai đó hay là thu hút được một ai đó mà các bạn cảm thấy là cần thiết để mà đạt được cái mục đích của mình. Thật ra là đang có một cái sự hơi quyết tuyệt quá đáng đối với lại Gen. Nhưng mà Gen hiểu được cái cách nghĩ của các bạn tổ hai, những người như thế này. Những cái lời nói như kiểu là hãy dừng lại đi hay là hãy cho mọi việc qua đi này nọ hết á, mình nghĩ là nó chả có ý nghĩa gì với lại các bạn cả. Tại vì khi mà các bạn đã chọn đến cái bước đường này hay là các bạn chọn cái cách sống như thế này á, thì rõ ràng là các bạn đã không còn quan tâm đến cái việc là chuyện gì sẽ xảy ra sau đó cho bạn rồi. Thì điều duy nhất mà Giang có thể nói cuối cùng đối với lại các bạn tụi hai á, là mình hy vọng đến một lúc nào đó, có thể là vào ngay cái khoảnh khắc trước khi các bạn kết thúc cái câu chuyện của mình, các bạn sẽ có được một giây nào đó các bạn thật sự bình yên mà các bạn có thể nói với lại bản thân mình, đó là các bạn đã làm rất tốt những gì các bạn có thể làm rồi. Ok, mình kết thúc đề bài cho các bạn tụi hai ha. Thì mình hy vọng trải bài đem được cái thông điệp nào đó cho bác. Nếu như mà bạn có điều gì các bạn muốn chia sẻ, bất kể là private hay là personal đều được, thì các bạn có thể để lại một bình luận hoặc gửi email về cho Giang. Giang sẽ đọc và trả lời ha. Hẹn gặp lại các bạn tụi hai trong những video lần sau. Bye bye, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Ok, xin chào các bạn tụi ba. Những bạn chọn bộ Angularium Oracle of Emanation, một bộ oracle mà cũng khá là có tiếng ở trong cộng đồng reader Việt Nam. Mình vẫn chờ bộ thứ hai là bộ Watcher, mình nhớ tên là vậy, bộ Watcher của đồng tác giả họa sĩ. Nhưng mà chú ấy đã ém hàng nguyên cả một năm trời và mình cũng không biết là bao giờ nó có nữa. Có khi là đợi đến khi hết dịch. Anyway, thì đây là trả bài cho các bạn nhóm 3 ha, những bạn chọn bộ Oracle này cũng như là viên đá màu xanh nước biển. Trả bài về cái chủ đề là góc tối của bạn nói điều gì về tính cách, về hành động, về cái cách nghĩ của các bạn ha. Và giống như nói là đây là trả bài chung, mà mình nói những thông điệp của các bạn nói với mình nha. Ok, mình có 20 phút để xem bài cho các bạn, tại vì sau đó là mình sẽ phải đi họp. Rồi, giờ mình sẽ rút bài ra các bạn nha. Đầu tiên các bạn có lá Angel of Death. Kiểu như khi mà Jay set up cái năng lượng của buổi trải bài là Dark Side, cái xong tất cả những bộ bài của Jay nó đều rất là bắt đầu nó trùm xuống. Ok, Angel of Death. Một điều mà Giang nhớ về cái lá bài này á, đó là cái hình ảnh của nó là hình ảnh của thần chết. Các bạn biết chuyện Death Note không? Cái chuyện mà người ta viết vào cuốn sổ ai thì người ta sẽ chết á. Thì đây là hình ảnh của thần chết với cái cuốn sổ thần chết trên tay. Nhưng mà một cái điều thú vị ở đây á, là một trong số những cái tay của vị thần này là cầm trái táo của trái táo địa đàng, trái táo mà Adam Eva ăn phải á. Và cái trái táo này ở trong kinh thánh nó mang ý nghĩa của sự hồi sinh, tức là trong cái chết chúng ta đều sẽ có sự hồi sinh, và trong sự hồi sinh chúng ta sẽ dẫn tới một cái chết. Thì khi mà ra lá này mà để nói về tính cách của các bạn tụ của các bạn nhóm ba, chứ nghĩ các bạn là những người khá là trân trọng cuộc sống của mình, hoặc at least đối với lại các bạn thì cuộc sống này nó thật sự mang một cái ý nghĩa nào đó mà bản thân các bạn muốn thực hiện, hoặc là bản thân các bạn luôn cảm thấy có một cái trường hợp thứ hai đây nữa, đó là các bạn luôn cảm thấy cuộc sống này rất rất là ngắn và những cái điều mà mình có thể làm thì rất là hữu hạn, cho nên là các bạn sẽ rất là để ý đến cái việc là hơi để ý đến thời gian. Đối với mình, các bạn để ý rất là nhiều đến thời gian, đến tuổi tác, đến cái việc là mình cần phải đạt cái gì, mình phải có những cái gì ở trong cái độ tuổi này, hoặc là cái việc là mình phải luôn luôn hurry, luôn luôn vội vã. Một vài bạn ở đây có thể các bạn là những người theo đạo, bởi vì là Angel of Death là một lá nói rất nhiều về đạo Christian, đó là đạo Thiên Chúa giáo, hoặc là đạo Cơ, hoặc là đạo Cơ Đốc giáo, hoặc là đạo Tin Lành, đều là xuất phát từ một gốc Christian ha. Christian hay Christine nhỉ?
các bạn gọi là Angel of Annihilation. Một điều khá là interesting ngày hôm nay đối với Yen đó là cả ba tụi các bạn đều có những cái lá nó liên quan tới sự đến tự sacrifice, revenge hay là annihilation. Có thể tại vì đây là chủ đề dark side cho nên là những cái cụm từ dark nó bắt đầu nó xuất hiện rất là lên luôn á. Angel of Annihilation là lá nói về thiên thần của sự hủy diệt. Các bạn có một năng lượng tâm linh, một vài bạn các bạn có những cái năng lượng tâm linh rất là tốt. Ý dụ như năng lượng tâm linh ở đây là có thể có một vài bạn các bạn cảm nhận được quái âm, hoặc là các bạn có một cái sự kết nối nào đó với thế giới ở bên dưới. Mình ví dụ như là đó có thể là nhà các bạn là những người mà rất là sùng đạo, hoặc là hay cúng miếng, hay là một vài người trong nhà bạn thì có thể làm những công việc liên quan tới bói toán, hay là bản thân các bạn cũng là công việc liên quan tới bói toán chẳng hạn. Hoặc là một vài bạn ở đây thì các bạn từng có một cái sự trải nghiệm về thế âm, như là các bạn bị bóng đè, hay là các bạn thấy một cái gì đó, hoặc là các bạn có kết nối duyên âm chẳng hạn, mình ví dụ như thế. Nhưng mà đại khái ở đây khi mà ra là Angel of Annihilation á, mình có một cái cảm giác là cái phần tối ở bên trong của các bạn nhóm ba có vẻ như khá là mang cái tinh thần lạnh lẽo. Mình có cảm giác là đôi khi các bạn nhóm ba các bạn thật sự sẽ rất lạnh lùng với vấn đề của người khác. Ví dụ các bạn thấy cái chết của người khác và các bạn không có bất kỳ một cái cảm giác nào cả. Nó không phải nói các bạn vô cảm chỉ thông qua những lá bài thì thật sự là Giang không dám nói, nhưng mà cũng không dám nói là các bạn lãnh cảm được cơ. Nhưng mà Giang thì có cái cảm giác khi mà liên kết lại lá Angel of Death ở đây á, thì Giang nghĩ là các bạn có thể có một cái suy nghĩ giống Giang, đó là sinh tử là chuyện hiển nhiên ở cuộc sống, và chúng ta không thể nào ngăn cản việc đó được. Đó là lý do vì sao khi mà các bạn nhìn mọi thứ xung quanh đó thì các bạn cảm thấy nó rất là bình thường, bởi vì các bạn cảm thấy đó là một cái dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Angel of Brains là một trong số những lá mình rất là thích ở trong bộ bài Angelarium. Khi mà ra lá Angel of Brains á, may mà ra lá Angel of Brains, nó ra tiếp mấy cái lá mà track ở trong bộ này nữa là Giang thật sự là không dám giải tiếp. Khi ra lá Angel of Brains đây thì có thể các bạn nhóm báo bạn là những người khá là thích trời mưa. Và mặc dù Giang nói nãy giờ ha, là các bạn là những người mà chứng kiến những cái chết hay là một cái gì đó, thì bản thân các bạn thật ra vẫn là những người rất là giàu cảm xúc đối với lại Giang. Và các bạn là những người khá là thú vị với Giang, tại vì các bạn biết được giá trị của cái chết, nhưng các bạn cũng rất trân trọng giá trị của việc sống. Tại vì các bạn thấy không, Angel of Death là cái chết, Angel of Brain là mưa, luôn luôn là dấu hiệu của sự tái sinh. Thì mình thấy được rõ ràng ở đây là có cảm giác nha, là khi mà các bạn đứng trước ví dụ như là những cái khoảnh khắc mà có một ai đó hấp hối chẳng hạn, thì thường mà người ta thấy những cái người hấp hối thì người ta sẽ hoảng cả lên, xong rồi người ta kiểu sẽ gọi cấp cứu này nọ hết. Nhưng mà các bạn nhóm ba khi mà các bạn gặp những cái trường hợp như vậy thì các bạn có thể sẽ chạy đến nắm tay người đó và các bạn sẽ hỏi là cái lời cuối cùng mà người đó muốn nói với mọi người xung quanh là cái gì, tôi phải lấy cái gì để mà gửi lại cho gia đình của anh hay là của đó. Nói chung á là cái kiểu thể hiện của bạn sẽ khiến nhiều người nghĩ là các bạn điên rồ, các bạn lãnh cảm này nói hết, nhưng mà thật ra là không phải, mà tại vì các bạn biết là đôi khi chúng ta phải chấp nhận cái sự kết thúc. Nhưng mà ở trong cái sự kết thúc đó, nó có thể là một cái điều kiện hỗ trợ cho những người còn tiếp tục sống, và chúng ta vẫn phải tiếp tục sống bằng chúng ta muốn hay là không. Cho nên là cái cách nói của các bạn tụ ba sẽ, của các bạn nhóm ba sẽ giống như mình, đó là ở trong cái chết thì nó mới có sự hồi sinh. Và các bạn trân trọng cuộc sống này thì các bạn cũng phải trân trọng cái lúc mà các bạn chết đi.
hãy có một cái câu rất là điển hình cho các bạn nhóm ba luôn, đó là hãy sống để làm sao cho cái việc các bạn ngã xuống nó có ý nghĩa của nó, là cái mình thấy ở các bạn nhóm ba. Chứ mình vẫn thấy một năng lượng rất là tâm linh của các bạn nhóm ba nha. Oh my gosh, you know, các bạn có biết là mình nói nãy giờ tâm linh đúng không? Mà sau đó các bạn có lá Angel of Divination, đó là Angel của của Divination, đó chính là tiên tri, đó chính là bói toán. Thì mình không biết phải nói sao nữa, nhưng mà có thể nói rõ ràng về một cái tính cách. Thật ra khi mà ra là Angel of Divination, mà để nói về tính cách của các bạn, thì mình cảm nhận được là các bạn là những người rất là tin vào nhân quả. Các bạn cũng là một người mà rất là tin vào cái việc là mỗi người đều có duyên số của họ, định mệnh của chúng ta là được sắp đặt sẵn. Và chúng ta có thể thay đổi, tức là chúng ta có thể, các bạn vẫn tin là chúng ta có thể đưa ra lựa chọn này nọ hết, nhưng mà các bạn đồng thời cũng tin nhớ là có những cái sự việc, có những cái sự kiện nó cần phải diễn ra theo cái cách mà nó phải diễn ra, rất là ngược với lại các bạn tụ một, các bạn tụ ba rất ngược với lại các bạn tụ một luôn. Và đó là lý do mà vì sao mà đôi khi các bạn tụ ba, nhóm ba, các bạn sẽ không quá mức can thiệp vào chuyện của người khác, mà các bạn sẽ để cho họ tự trải nghiệm, tự trưởng thành này nọ, bởi vì các bạn nghĩ là cái sự can thiệp của mình nó sẽ không hỗ trợ nhiều cho cái con đường phát triển của họ. Các bạn cũng là những người đi xem bói rất là nhiều, hoặc là mỗi khi trước, có nếu mà là trước khi các bạn làm cái điều gì đó quan trọng thì các bạn sẽ đi xem bói rất là nhiều, hoặc là các bạn sẽ tìm cách kết nối với lại những cái linh hồn khác. Nhưng mà mình vẫn như là trường hợp các bạn nhóm ba, các bạn là những người thật sự có liên kết gì đó đối với lại thế âm. Nếu như không phải thế giới âm thì sẽ là những linh hồn hoặc là những vị thần. Mình rút tarot nha. Các bạn có lá 6 gậy. Đúng không? 6 gậy. 6 gậy mà để nói về tính cách của các bạn à. 6 gậy ở đây cho mình một cái cảm giác á. Thật ra cái năng lượng của 6 gậy ở đây nó đang hơi ngược so với lại cái năng lượng của 4 lá Angularium ở đây. Nhưng mà nếu như mình nhớ không nhầm thì 6 gậy của bộ này thì cái bông hoa phía trên là hoa sơn trà. Mà hoa sơn trà ở trong văn hóa Nhật Bản á, thì mình nhớ là cái lịch sử của nó cũng liên quan nhiều tới sự hy sinh. Và thật ra bản thân lá 6 gậy là một lá mà mình từng đọc một cái thảo luận ở trong nhóm Tarot, ở trong nhóm Tarot Reader á, thì có một cái mình phải công nhận ở đây á, là tính cách của các bạn nhóm ba là mặc dù nói nãy giờ là các bạn thấy nãy nọ đúng không, nhưng mà các bạn thật sự cũng là những người hy sinh rất nhiều cho người khác. Nếu như mà các bạn có thể giúp được người khác điều gì, các bạn sẵn sàng giúp, kể cả khi sau, kiểu như là sau khi giúp và người đó thành công thì người đó kiểu như là không có nhớ đến bạn là ai, hay là kiểu như người đó sẽ chỉ quay về cảm ơn bạn này nọ thôi á, bạn vẫn sẽ rất là sẵn sàng giúp người đó. Cái lý do khiến cho các bạn giúp người đó có thể là vì một cái lý do tâm linh nào đó mà các bạn tin, nhưng mà có một cái lý do khác nữa ở đây là tại vì các bạn cảm thấy là các bạn cảm thấy sự hy sinh của bạn á nó sẽ có một cái ý nghĩa nào đó ở trong cuộc sống này. Và các bạn cũng cảm thấy là phải có, chắc chắn là phải có một cái duyên số, một cái lý do, một cái định mệnh nào đó để khiến cho người đó tới và hỏi thăm sự giúp đỡ của bạn. Và bạn thì là một người không thích chống lại số mệnh, các bạn không thích chống lại những cái bàn tay sắp đặt của thần thánh, cho nên là các bạn rất thường xuyên, và thấy là thường xuyên các bạn sẽ đi hỗ trợ cho người khác rất là nhiều. Và những cái người mà được các bạn hỗ trợ hầu hết đều là thành công. Uy tín, các bạn có thể là những người mà mở, các bạn là những người mở hàng rất là tốt nha.
Ok, các bạn có lá ba kiếm. Lá ba kiếm này hồi nãy mình thấy rồi, nhưng mà mình thấy lúc mà mình cầm bộ bài, nhưng mà mình không có nghĩ là mình rút ra nha. Ba kiếm, khi đó lá ba kiếm ở đây thì mình có một cái cảm giác là có một cái lý do nào đó để khiến các bạn nhóm ba trở thành những cái người rất là tin vào cái năng lượng khác. Tức là không phải ai sinh ra cũng đã tin vào thần thánh đúng không? Chúng ta đều là được giáo dục thông qua tôn giáo, hoặc là chúng ta từng được chứng kiến những cái sự việc không thể nào giải thích được, hoặc là do truyền thông, nói chung là có một cái sự tác động nào đó để khiến cho chúng ta tin vào những cái sự việc mà chúng ta, những cái năng lượng chúng ta không thể nào biết nó là cái gì. Nhưng mà đối với lại các bạn nhóm 3 thì mình thấy là có vẻ như đã có một cái trải nghiệm nào đó, mặc ví dụ như là bản thân các bạn đã thực sự ở giữa lằn ranh của sinh tử, và trong cái lằn ranh của sự sinh tử đó, các bạn đã cầu nguyện, hoặc là một ai đó thân thuộc với bạn trải qua việc này chẳng hạn, và các bạn cầu nguyện, và cái sự cầu nguyện của các bạn được hồi đáp. Đó là lúc mà các bạn bắt đầu tin vào cái năng lượng của divination, của một cái thế giới khác, và nó dẫn các bạn đến hành trình hiện tại. Cũng có thể đơn giản thôi, các bạn là những người đã trải qua một quá trình thức tỉnh tâm linh, và sau khi các bạn thức tỉnh tâm linh thì các bạn đến với lại con đường tâm linh luôn. Các bạn có lá hai xu. Đối với mình khi ra lá hai xu thì có vẻ như hai xu đối với mình cho một cái cảm giác là cái cuộc sống hiện tại của các bạn á, không, nó không kiếm ra nhiều tiền nhưng mà nó lại rất là an bình. Mình cảm thấy được có cái một sự lá hai xu bình thường ở trong những cái bộ khác thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách giải, nhưng mà ở trong bộ này đối với mình lá hai xu là một lá, nó rất là đẹp. Đối với mình đó là một cái kết quả khá là viên mãn, mà ở trong đó bạn không có nhiều thứ ở trong tay nhưng mà bạn hài lòng với những gì mà bạn đang có. Hay nói đơn giản hơn nha, bạn tìm được cái mục đích cho điều mà các bạn đang làm. Các bạn tìm ra được cái chân lý, một cái điều gì đó mà khiến cho các bạn cảm thấy vững tin nhau vào cuộc sống, hoặc là khiến cho các bạn cảm thấy cái việc tiếp tục đi trên cái con đường mà mình đang chọn nó có ý nghĩa. Và nó dẫn các bạn đi la chín xu. Chín xu là một lá, nó nói về cái việc là các bạn đã tìm ra được cái niềm vui cho cuộc đời của mình. Các bạn biết, hoặc đúng là các bạn làm chủ được cuộc sống của bản thân, các bạn thỏa mãn với những gì mà các bạn đang có, bất kể là cái phần các bạn đang có là nhiều hay ít, hoặc chí là đây sẽ là bạn ở trong tương lai, nhưng mà nó cũng cho mình một cái cảm giác là các bạn hiểu được cái giá trị của vật chất, và các bạn hiểu được một cái việc là kiếm được nhiều tiền hay là không kiếm được nhiều tiền nó không thực sự quan trọng. Cái quan trọng là bản thân mình có cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đang làm không. Và ở đây mình thấy là các bạn đã tìm được một cái điều gì đó mà các bạn cảm thấy hài lòng. Có thể là các bạn, có thêm một vài bạn ở đây, thậm chí có một vài bạn ở đây thì các bạn ăn chay niệm Phật chẳng hạn. Và các bạn thấy hoàn toàn thoải mái với lại cái điều đó, hoặc là tiền các bạn kiếm ra 9 phần thì hết 7 phần các bạn đóng góp cho quỹ từ thiện chẳng hạn, các bạn cảm thấy rất là hạnh phúc với lại điều đó. Thấy được một cái đó chính là sự thỏa mãn ở đây. Và mình thấy là các bạn sẽ tiếp tục đi trên cái hành trình này ở trong một cái khoảng thời gian nữa, bởi vì các bạn khiến mình nhớ đến ca sĩ Sohyang của Hàn Quốc. Cô ấy là một người mà từng bị ung thư. Và cô ấy là một người theo đạo Tin Lành hay đạo Thiên Chúa gì đó mình không nhớ. Và cô ấy bị ung thư và sau đó thì cô ấy khỏi, và cô ấy đã nói với lại mọi người về cái lý do mà cô ấy trở thành một ca sĩ, đó là tại vì Chúa đã cứu mạng cô ấy, cho nên bây giờ cô ấy sử dụng tiếng hát của mình để thay Chúa hỗ trợ mọi người xung quanh, giúp hàn gắn những cái nỗi đau vết thương ở trên thế giới này. Và cô ấy làm được không? Các bạn có thể lên nghe thử những bài hát của cô Sohyang hát, các bạn sẽ thấy là đó là một người rất là tuyệt vời. Và bất kể cái điều cô ấy nói về cái sự hy sinh của Chúa, hay là việc Chúa đã cứu sống cô ấy hay là không này nọ gì đó, thì đối với Giang nha, khi mà Giang đang học
song song với lại lớp về divination thì Giang có học về lớp religious, học về lớp tôn giáo. Thì Giang nghĩ là bất kể thế nào chúng ta không thể nào chối bỏ cái vai trò, cái vị trí của tôn giáo ở trong cuộc sống được, bởi vì có rất nhiều người đôi khi người ta không còn bất kỳ một niềm tin nào khác ngoài niềm tin vào tôn giáo mà họ đang có. Và nó tốt thôi khi mà bạn tìm được một cái niềm tin để cho các bạn tiếp tục sống, các bạn tiếp tục làm điều tốt, các bạn tiếp tục phát triển bản thân mình. Cho nên là đối với mình thì cái câu chuyện của các bạn nhóm 3 á, mình thấy là một câu chuyện khá là hay, tính cách của các bạn thật sự khá là hay. Và nếu như mà có, và mình hy vọng là các bạn nhóm 3 các bạn sẽ tiếp tục tìm kiếm được những cái điều mà các bạn cần ở trên cái con đường tin tưởng mà các bạn đã chọn. Và tất nhiên là nếu như mà các bạn có điều gì đó muốn chia sẻ về cái hành trình của mình, các bạn có thể để lại một bình luận cho Giang biết ha. Giang rất là vui khi mà được, sẽ rất là vui khi mà được đọc những cái câu chuyện của các bạn nhóm 3. Rồi, mình kết thúc trải bài cho các bạn nhóm 3 ở đây ha. Thì mình hy vọng nhóm trải bài đem được cái thông điệp nào đó cho bạn. Nếu như mà bạn có điều gì bạn muốn chia sẻ, bạn muốn hỏi, bạn muốn thảo luận cùng với Giang thì các bạn có thể để lại bình luận hoặc là gửi email và Giang sẽ đọc và trả lời ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn nhóm 3 trong những video lần sau. Bye bye.